Welcome to my English class, learned by the teacher Nguyễn Thanh Thủy on BNN channel. Please like, share and subscribe for the next lesson. Chào mừng các bạn đến với lớp tiếng Anh của cô Thủy nhé. Are you ready? English grammar. Gerund and present participle. Verb in. Hôm nay cô Thủy hướng dẫn cho các bạn phần ngữ pháp tiếng Anh gerund and present participle, động danh từ và hiện tại phân từ. Ở bài học này, sau cái bài học này, các bạn có thể phân biệt được khi nào verb in được gọi là gerund, động danh từ, và khi nào verb in được gọi là present participle, hiện tại phân từ. Gerund and present participle, động danh từ và hiện tại phân từ, về hình thức thì đều là verb in. Và các bạn lưu ý là khi nào mà chúng ta đặt verb in ở vị trí của danh từ thì ta sẽ gọi nó là gerund, động danh từ. Và khi nào chúng ta đặt verb in ở vị trí động từ thì chúng ta sẽ gọi nó là present participle, hiện tại phân từ. Và để biết được khi nào nó là động danh từ, khi nào hiện tại phân từ, các bạn hãy theo dõi chức năng ngữ pháp trong câu, chức năng của verb in này, trong câu khi nó là động danh từ, và chức năng ngữ pháp trong câu hoặc chức năng của nó trong câu khi nó được ở vị trí là hiện tại phân từ. Gerund, động danh từ. Chúng ta sẽ bắt đầu với động danh từ. A form verb in. B function. Về hình thức thì động danh từ là hình thức là verb in. Và sau đây ta sẽ theo dõi chức năng của động danh từ. Hay nói khác, từ chức năng của động danh từ ta sẽ biết đó là động danh từ. Number one, subject of a sentence. Verb in, hay nói khác là động danh từ, làm chủ ngữ trong câu, làm chủ từ hoặc chủ ngữ trong câu. Và khi verb in đứng ở vị trí chủ ngữ trong câu thì lúc này verb in đó chúng ta gọi nó là động danh từ vì nó đang nằm ở vị trí của một danh từ. Reading is my hobby. Đọc sách là sở thích của tôi. Smoking is bad for the health. Hút thuốc thì có hại cho sức khỏe. Behaving like that is not good. Cư xử như thế thì không tốt. Và khi chúng ta thấy động từ là to be, đằng sau là tính từ, ta có một cách viết khác. It is not good to behave like that. Going to the cinema is fun. Đi xem phim thì thật là thích. It is fun to go to the cinema. Number two, object of a verb. Làm tân ngữ hoặc làm tốc từ cho động từ. Chúng ta thấy có một rất nhiều động từ đặt theo sau nó là một verb in. Và verb in ở vị trí này được gọi là gerund, động danh từ, vì nó nằm ở vị trí danh từ. She dislikes working late. Cô ấy không thích làm việc trễ. I like listening to music in my free time. Tôi thích nghe nhạc trong thời rảnh rỗi của tôi. They love playing soccer in the afternoon. Họ thích chơi bóng vào các buổi chiều. I enjoy traveling. Tôi thích đi du lịch. Preposition. Verb in. Object of a preposition. Làm túc từ của một giới từ. Như vậy chúng ta thấy sau giới từ chúng ta thường dùng verb in. Và verb in sau giới từ đó nó làm tân ngữ cho giới từ. Và trong trường hợp này thì nó đang nằm vị trí của một danh từ và ta gọi đó là gerund, động danh từ. She's fond of reading novel. Cô ấy thích đọc tiểu thuyết. He left without saying anything. Anh ta đi mà không nói lời nào. On arriving at the station, we saw the train tracks going out. Trên đường đến nhà ga chúng ta thấy tàu vừa chạy qua. Complement of the verb, bổ ngữ cho động từ. Trong trường hợp bổ ngữ động từ thì thường nó sẽ nằm sau cái động từ to be, và lúc này to be thường là is hoặc was, nó mang nghĩa là thì là. Her joy is helping the homeless. Niềm vui của cô ấy là giúp đỡ người vô gia cư. Về hình thức chúng ta nhìn, chúng mới nhìn ta tưởng đó là hiện tại tiếp diễn, nhưng đây không phải nhé. Đây không phải, đây chỉ là gì? Bổ ngữ cho động từ đằng trước. Và to be là động từ chính nhé các bạn.
helping bổ nghĩa, bổ ngữ cho to be. Và verb in trong trường hợp này nó là động danh từ gerund. My favorite activity is reading. Hoạt động yêu thích nhất của tôi, hoạt động yêu thích của tôi đó là đọc sách. The best way to learn a language is hearing and speaking. Cách tốt nhất để học một ngôn ngữ đó là nghe và nói. Number 5. Object complement, bổ ngữ cho tân ngữ. Có một số động từ này theo sau là một tân ngữ rồi mới đến verb in. Và verb in này nó bổ ngữ cho cái tân ngữ này. Và trong trường hợp này, verb in đang nằm vị trí của một danh từ, nó được gọi là gerund, động danh từ. I dislike people telling me what to do. Tôi không thích người ta bảo tôi phải làm gì, phải suy nghĩ như thế nào. Đó. Tôi không thích người ta bảo tôi phải suy nghĩ như thế nào, hoặc là phải suy nghĩ những gì. She dislike me working late. Cô ấy không thích tôi làm việc trễ. A positive, ngữ đồng vị. Đối với ngữ đồng vị ta sẽ thấy chủ từ này, sau đó là một cụm verb in. Nó nằm giữa hai dấu phẩy, đằng sau là động từ chính. My hobby playing table tennis make me feel happy. Sở thích của tôi chơi bóng bàn làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc. Sở thích của tôi chơi bóng bàn chính là nó giải thích cho cái việc đó là sở thích của tôi. Và verb in ở trong trường hợp này đó là động danh từ gerund. His habit drinking a cup of coffee in the morning makes him awake. Thói quen của anh ấy uống một tách cà phê buổi sáng làm cho anh ta tỉnh giấc. Uống một tách cà phê buổi sáng chính là làm rõ thêm cái his habit. Và cái này được gọi là ngữ đồng vị. Và verb in trong ngữ đồng vị thì chính là gerund, động danh từ. Number 7, compound noun. Verb in còn xuất hiện trong danh từ ghép. Gerund and noun. A diving board, a board for diving off. Cái ván đúng ở hồ bơi. Cooking oil, dầu ăn, sleeping pill, thuốc ngủ. Và ta thấy là chúng ta verb in trong trường hợp này cho chính là động danh từ gerund. Một cấu trúc ngược lại, chúng ta dùng danh từ rồi đến gerund. Try rearing, nuôi dạy con. Try bearing, việc sinh con. Và ta thấy là verb in trong cái phần danh từ ghép thì nó chính là nằm vị trí danh từ và chúng ta sẽ gọi là gerund, động danh từ. Chúng ta chuyển sang phần present participle, hiện tại phân từ. A form verb in, về hình thức cũng giống như là động danh từ, cũng là verb in. B function, chúng ta xem chức năng của hiện tại phân từ để ta biết đó là vị verb in nằm vị trí đó chính là động từ và nó chính được gọi nó là hiện tại phân từ. Continual progressive tense. Hiện tại phân từ thì xuất hiện trong các thì tiếp diễn. It is raining now, present continuous. Trời đang mưa. The children were watching TV at 8 p.m. yesterday, past continuous. Lúc 8 giờ tối qua thì bọn trẻ đang xem TV. We will be studying English at this time tomorrow, future continuous. Chúng tôi sẽ học tiếng Anh vào thời gian này của ngày mai. Và đây ta thấy hiện tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn, tương lai tiếp diễn, chúng ta đều thấy có verb in. Verb in này chính là verb past, verb present participle. Present participle, động từ verb in ở hiện tại phân từ, chứ là nó nằm vị trí động từ. Đây chính là động từ chính của các thì tiếp diễn. Ngoài ba thì tiếp diễn này, chúng ta còn có thì tiếp diễn như là hiện tại hoàn thành tiếp diễn, quá khứ hoàn thành tiếp diễn, tương lai hoàn thành tiếp diễn. Thì trong các thì đó, verb in chính là hiện tại phân từ. Number 2, after verb of possession. Verb in nằm sau cái công thức, cái cấu trúc của động từ nhận thức, verb, object, verb in. Chúng ta biết động từ nhận thức có hai công thức, trong đó có một công thức là the object và verb in. Verb in trong cái cấu trúc đó chính là verb past, verb present participle. No, present participle, động từ, nằm vị trí động từ và nó được gọi là hiện tại phân từ. I saw her crossing the street. Chúng ta lưu ý lại các động từ nhận thức.
Feel, hear, watch, see, look, notice, observe, perceive, smell, listen to. Đây là những động từ nhận thức mà các bạn đã học. I saw him writing a letter. Tôi nhìn thấy anh ta đang viết lá thư. Và verb in trong trường hợp này chính là gì ạ? Hiện tại phân từ present participle. Number 3. Chúng ta sẽ bắt gặp một số động từ như là catch, find, leave, spend, waste nằm trong cấu trúc là subject, verb. Năm cái động từ này nó nằm verb, object rồi đến verb in. For example, I caught them stealing my apple. Tôi bắt gặp họ ăn cắp những trái táo của tôi. Và verb in trong trường hợp này được gọi là present participle, hiện tại phân từ. He found a tree lying across the road. Anh ta nhìn thấy cái cây nằm ngang qua đường. She left him waiting outside. Cô tạm để anh ta chờ đợi bên ngoài. They spent all their money shopping yesterday. They spent all their money shopping yesterday. Họ đã tiêu hết tiền vào cái việc mua sắm vào ngày hôm qua. Many people waste a lot of time using smartphones. Nhiều người đã lãng phí thời gian trong việc sử dụng smartphone. Và với năm động từ này trong cái công thức verb object, verb in, thì verb in trong trường hợp này nó sẽ là present participle, hiện tại phân từ. Number 4, use an adjective. Chúng ta dùng verb in như một tính từ trong cấu trúc subject be verb in, adjective in, tính từ, và chúng ta thường gọi là tính từ có đuôi in ý. Và thường là mang ý nghĩa chủ động và thường miêu tả các con vật. The film is interesting. Interesting ở đây chính là present participle, hiện tại phân từ. Hay chúng ta hay gọi là động tính từ, tức là động từ biến thành tính từ thì nó chính là hiện tại phân từ. It is an exciting journey. Đây là một cái chuyến đi thú vị. Tương tự như thế. Là câu thứ hai. Number 5, replace for a clause. Hiện tại phân từ hay là verb in có thể thay thế cho một mệnh đề. A, khi chúng ta có một câu mà trong đó có hai sự kiện xảy ra đồng thời cùng một chủ từ, cùng một lúc cùng một chủ từ. Chúng ta có một chủ từ này và có hai sự kiện xảy ra cùng một lúc. Thì một trong hai mệnh đề đó có thể được thay bằng hiện tại phân từ, tức là chúng ta có thể lấy một trong hai mệnh đề đó để đổi nó sang dạng verb in. He washed his car and sang happily. Anh ta rửa xe và hát rất là vui vẻ. Có nghĩa anh ta vừa rửa xe và vừa hát. Hai cái việc rửa xe và hát này nó xảy ra song song, xảy ra đồng thời. Hôm nay anh ta có hai cách. Washing his car, he sang happily. Hoặc là he washed his car singing happily. Hai câu này đều dịch là anh ta vừa rửa xe vừa hát. Và anh ta lấy mệnh đề nào để ở dạng verb in đều được. Bởi vì hai cái mệnh đề này nó ngang hàng với nhau đồng thời cùng một lúc. Ở trường hợp thứ hai, khi hai sự kiện xảy ra kế tiếp hoặc liên tiếp với nhau, sự kiện xảy ra trước sẽ được thay bằng hiện tại phân từ. We take off our shoes and creep cautiously along the bushes. Chúng tôi tháo giày ra rồi chúng ta mới bò, đúng không? Tức là phải tháo giày trước rồi mới bò, mặc dù nó xảy ra liên tiếp rất gần nhau nhưng mà vẫn có sự trước sau. Thì hành động xảy ra trước sẽ đổi thành verb in. Taking off our shoes and creep cautiously along the bushes. Đó, tháo giày ra, chúng tôi bò dọc theo cái lối đi. She put on her coat and went out. Cô ấy mặc áo và khoác vào rồi đi ra ngoài. Như vậy mặc dù hai hành động này xảy ra liên tiếp nhưng mà vẫn có sự trước sau, mặc áo rồi đi ra ngoài và nó diễn ra rất là gần nhau, kế tiếp nhau. Chúng ta sẽ đổi cái hành động đầu tiên sang verb in, putting on her coat, she went out. Number 6, replace for subordination, thay thế cho mệnh đề phụ trong câu. A, mệnh đề quan hệ, mệnh đề phụ đầu tiên đó là mệnh đề quan hệ. Khi đại từ quan hệ làm chủ từ và mệnh đề quan hệ là mệnh đề chủ động thì được thay thế bằng hiện tại phân từ, tức là bằng verb in. A lorry which was carrying a concrete pipe has overturned this morning. Cái xe tải, cái mà đang chở cái những cái ống
bê tông thì đã bị lật đổ vào sáng hôm nay. Và ta thấy lorry, lorry là cái và chủ từ which was carrying concrete piles, mệnh đề quan hệ này ở dạng chủ động không phải là dạng bị động. Chúng ta sẽ đổi thành a lorry which was carrying, chúng ta sẽ đổi cả mệnh đề này thành cụm từ carrying concrete pipe. The girl who lent me this book is my best friend. Cô gái cho tôi mượn, người cho tôi mượn cuốn sách này thì là bạn tốt của tôi. Chúng ta thấy the girl là chủ từ và who lent me this book là mệnh đề chủ động không phải là bị động. Chúng ta sẽ đổi thành the girl who lent sẽ thành lending me this book is my best friend. Number 6. B. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Như vậy, nó có thể thay thế cho mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Since he left school, he has worked in a restaurant. Từ khi anh ấy rời trường, tức là tốt nghiệp trung học phổ thông, cậu ta đã làm việc ở trong một nhà hàng. Và since he left school, đây chính là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Chúng ta có thể thay thế mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian thành leaving school. Vế sau ta giữ nguyên. He has worked in a restaurant. Chúng ta có thể thay thế cho mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do. Because he tried carelessly, he had an accident. Vì anh ta lái xe ẩu, lái xe không cẩn thận hay lái xe bất cẩn thì anh ta bị tai nạn. Và because he drove carelessly chính là mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do, ta có thể thay bằng driving carelessly, he had an accident. Và các động từ verb in mà thay thế trong các trường hợp nêu trên thì nó chính là present participle, hiện tại phân từ. Number 7. Đối với một số động từ như sit, stand, lie, come, run, khi mà theo sau nó là một trạng ngữ chỉ nơi trốn thì chúng ta sẽ dùng verb in phía sau. Verb in này chính là hiện tại phân từ. He sat on the chair reading a book. Anh ta ngồi trên ghế và đọc sách, tức là anh ta vừa ngồi trên ghế vừa đọc sách. They is standing near the wall, looking at the picture now. Họ đứng gần bức tường và nhìn ngắm bức tranh. Thì họ vừa đứng và họ vừa ngắm bức tranh. Number 8. Trong cấu trúc there be now verb in, chúng ta có there be, there is, vân vân. Đằng sau là một danh từ và verb in này chính là hiện tại phân từ present participle. There are many people waiting for the bus. Có nhiều người đang đợi xe buýt. There is a strange man standing in front of my house. Có một người lạ đang đứng trước nhà tôi. Number 9. Chúng ta thấy có cấu trúc have, object và verb in. I won't allow him to clean this bike in the kitchen. Tôi không cho phép anh ta dọn dẹp, rửa xe trong bếp. I won't help him cleaning his bike in the kitchen. Có nghĩa là chúng ta sẽ đổi sang là have, object và verb in. Verb in này sẽ là gì? Hiện tại phân từ. Nào, chúng ta lưu ý những trường hợp mà verb in được dùng ở vị trí danh từ và được gọi là động danh từ. Gerund động danh từ. Thứ nhất là verb in làm chủ ngữ trong câu. Thứ hai là verb in làm tân ngữ cho động từ. Thứ ba là verb in làm tân ngữ cho giới từ. Thứ tư, verb in làm bổ ngữ cho động từ. Thứ năm, verb in bổ ngữ cho tân ngữ. Thứ sáu là verb in ở vị trí là ngữ đồng vị. Thứ bảy, verb in nằm trong danh từ ghép. Đây là 7 trường hợp mà 7 trường hợp verb in sẽ nằm đang nằm ở vị trí danh từ và nó được gọi là động danh từ. Làm chủ ngữ này, làm tân ngữ cho động từ là 1 này, tân ngữ giới từ là 2 này. Bổ ngữ cho động từ là 3 này, bổ ngữ cho tân ngữ là 4 này. Rồi là đồng ngữ đồng vị này. Rồi là gì ạ? Nằm trong cái danh từ ghép. Lưu ý thứ hai, present participle hiện tại phân từ, verb in ở vị trí động từ sẽ là hiện tại phân từ trong các trường hợp sau đây. Thứ nhất là dùng trong các cái thì tiếp diễn. Thứ hai, sau các động từ chỉ giác quan, verb in sau động từ
chỉ giác quan. Thứ ba, nó nằm sau các từ catch, find, leave, spend, wait. Thứ tư, được dùng như là một động tính từ hay là tính từ trong câu chữ, được dùng như một động tính từ có đối应. Thứ năm là thay thế cho một mệnh đề. Thứ sáu là thay thế mệnh đề phụ. Thứ bảy là nằm sau các động từ như là sit, stand, live, come, run. Và nằm sau động từ này, sit, stand, live, come, run, nơi trốn rồi mới đến verb in. Thứ tám là trong cái cấu trúc there be, danh từ rồi verb in. Và thứ chín là nằm trong cấu trúc have, object, verb in. Và để cho nhớ được bài thì các bạn có thể chụp lại hai cái phần note để các bạn lưu ý. Các bạn biết được khi nào verb in nó được gọi là động danh từ gerund và khi nào verb in được gọi là present participle, hiện tại phân tử. Thank you for your attention. Please like, share and subscribe for next lesson. Goodbye.